Vâng, nói đến một cái dòng xe mà đã qua taxi ấy, thì các bác lại rất là kỹ tính, nói chung là rất là có cái gọi là cái ác cảm so với một chiếc xe mà nói đến chiếc xe taxi ra. Mà nói đến một chiếc xe taxi lại còn đổi màu nhá, thì các bác lại còn kỹ hơn. Nhưng ở đây Tuấn Anh đang có một chiếc xe mà taxi ra nhưng không đổi màu. Nhưng khổ cái là cái con xe này nó lại là cái màu vàng. Mà cái màu vàng này thì nó rất là kén khách, và nó kén ở cái mức độ là xe thì khá là đẹp. Keo chỉ zin, máy zin, đăng kiểm mới, tên tư nhân biển Hải Phòng. Nó đã là taxi rồi nhưng đã hoàn lương về tên tư nhân biển Hải Phòng. Nhưng khổ cái là cái màu vàng này thì nói thật các bác là không phải ai là cũng ưa được cái màu vàng. Mà đổi màu đi thì các bác lại không thích. Nên là trước khi mua là em quyết định em để nguyên cái màu này, em chỉ đã đánh bóng thôi. Để nguyên cái màu mộc này em chỉ đánh bóng thôi. Nhưng là nhiều bác thì lại không thích cái màu vàng. Thế mà đổi màu thì các bác lại không thích. Thì tóm lại là chả biết kiểu gì. Tóm lại là em cứ hạ giá đi để cho các bác mua. Con này thì 2016, số sàn máy 1.25. Bây giờ nó là tên tư nhân biển Hải Phòng. Trước đây nó qua dịch vụ. Nhưng cam kết cho quý khách hàng là xe không đâm va, đâm xô tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ zin, máy zin từ mặt giàn cò. Bên trong xe đã được lên màn hình Android đầy đủ, cam lùi, cam hành trình. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Trước đây thì về thì bán toàn 190 mấy, nhưng bây giờ thì để cho anh em đâu đó 175 triệu đồng các bác nhé. Em không đổi màu nữa, em để nguyên cái giá 175 triệu đồng cho cái khách hàng, em đỡ phải đổi màu. Vì đổi màu thì thứ nhất là nó sơn lại đâu nó rất là khó. Đấy, sơn lại thì sang màu kem bơ thì cũng được, nhưng mà nó rất là không hay. Tóm lại là cứ để màu vàng này cho nó dễ, các bác nào hợp thì các bác mua. Tóm lại là bây giờ cái giá của nó chỉ có 175 triệu đồng. Giá đó thì nói thật là em đã cắt lỗ rồi. Em mua cái thời điểm giá cũng khá là cao. Em mua 160 rồi. Bây giờ về dọn dẹp, tỉa sơn, đánh bóng, nắp màn hình, nó lên khoảng tầm đâu đó khoảng 170 mấy triệu, 76 triệu rồi. Mà em lại còn rút hồ sơ cho anh em thì chắc chắn là sẽ lỗ rồi. Nhưng không sao, Tuấn Anh vẫn bán cho anh em, kỷ niệm cho anh em chiếc xe này. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe Morning đời cao mà giá rẻ, về chạy gia đình, chạy dịch vụ thì khá là ok. Thực ra cái màu vàng này em thấy nó cũng khá là nổi trội. Nó không phải giống như cái màu xanh taxi Mai Linh ra, hay cái màu hồng, mà cái màu vàng này nó rất ổn định, đúng không ạ? Biển Hải Phòng luôn, và con nhá, xe thì cực kỳ đẹp và rất ok cho anh em. Dàn lốp của nó thì cũng khá là mới. Dàn lốp của nó thì anh em thấy nào, khá là mới. Bên trong xe thì không có vấn đề gì mục mọt cả, bà con này. Xe màu vàng nguyên bản, không đổi màu. Đó là cái điều mà Tuấn Anh muốn giới thiệu. Em vẫn đang để máy nổ nhé. Máy nổ khá là êm luôn. Máy nổ khá êm luôn cho bà con này. Với giá có 175 triệu đồng thôi. Hệ thống đèn của nó là khá là đẹp luôn. Cabo rất là ok. Tại sao các bạn nhiều thắc mắc là cabo này nó bị khe hở, nó hơi hở như thế này? Thì các bác thông cảm nhé, vì cái van cản này nó có va quẹt nên là người ta bắt ốc lại nó bị xệ xuống. Chứ còn đâu, thực ra thì cabo nó còn nguyên zin luôn. Tí chúng ta sẽ mở ra, chúng ta chỉ cần nhấc cái kẹo này lên cái là nó ok luôn. Tóm lại thì với một cái chiếc xe mà nó đã qua dịch vụ thì không tránh được những cái va quẹt xước sát từ cản trước cho đến cản sau. Đôi khi nó va quẹt ở cái phần này thì sẽ lôi cả cái bừng này ra. Và nó không ảnh hưởng gì đến sơn si. Qua kiểm tra thì bên em đã kiểm tra là nó không ảnh hưởng gì đến sơn, khung sườn bên trong rồi. Nói chung một chiếc xe taxi mà nó còn đẹp và cứng như thế này thì em nghĩ là nó khá là ok. Đăng kiểm thì đến tháng 5 năm 2024. Đó, một chiếc xe còn khá là đẹp và rất chất lượng được quý khách hàng cũng như quý bà con, các bạn chị em. Vậy thì bà con, các bạn chị em nào quan tâm về chiếc xe này hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em. Để có thể nhấc máy và alo trực tiếp cho em thì các bạn có thể là đến trực tiếp cửa hàng, hoặc có thể alo em sẽ gửi vị trí cho các bạn. Các bạn đến xem xe thực tế tại cửa hàng. Giá chỉ có 175 triệu đồng thôi. Con này thì đây các bạn nhìn thấy đây, nội thất của nó là ghế da, sàn nỉ nguyên bản. Cái sàn này thì nó hơi bẩn chút thôi, cái vệ sinh sạch sẽ thì nó hết đây. Sàn của nó còn rất là đẹp luôn này, sàn nỉ nguyên bản nhá. Điều hòa thì mát rượi luôn, điều hòa mát rượi luôn, trần nỉ nguyên bản cực kỳ ok cho anh em. Tem dập trên khung nhà máy sản xuất còn nguyên bản, tất cả những cái phần ốc của nó còn nguyên bản hết này, ốc của nó còn nguyên bản hết này. Và còn thấy ốc của nó còn nguyên bản hết. Hệ thống gương kính chỉ nhận keo chỉ zin 100% không lỗi. Keo chỉ zin này, cột kèo nguyên zin không lỗi, bà con nhé. Cột kèo nguyên zin không lỗi cho bà con này. Xe có cả cam hành trình, cam lùi, điều hòa mát, màn hình Android, đầy đủ hết theo xe. Với cái tầm giá mà nó chỉ loanh quanh đâu đó 175 triệu đồng thì quý khách hàng và quý bà con, các bạn chị em đã có thể sở hữu ngay được một cái mẫu xe này, một mẫu xe cực kỳ chất lượng cho quý khách hàng và quý bà con. Vậy thì bà con, các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về cái mẫu xe này
hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Đó, cột kèo nguyên zin 100%. Một chiếc xe đã qua dịch vụ nhưng mà chất lượng của nó thì các bạn miễn bản. À, miễn bản các bạn nhé. À, cốp kia của nó còn rất là ok. Đây là phần cốp của nó này, anh em thấy này, những cái con ốc ở cốp này nó còn chưa có mở lắp ra này. À, tất cả này rất là đẹp cho anh em. Kích rốt rốt dự phòng chiếc xe đầy đủ hết theo xe bà con nhé. À, thế cả phần này là không có đâm đụng tai nạn gì các bạn thấy. À, không có đâm đụng tai nạn gì bà con. À, rất là đẹp luôn. À, tất cả keo chỉ ở phần này nó còn zin hết luôn. À, keo chỉ là zin hết luôn bà con nhé. Và dòng này thì máy 1.25 xăng ăn như ngửi luôn. À, gầm bệ nó thì anh em thấy này, gầm bệ không có một cọc gì, không có một cọc gì bà con nhé. Gầm bệ xăng ăn như người. Thực ra thì với một cái chiếc xe mà màu vàng hay là một chiếc xe màu xanh thì đổi màu đấy, nhưng mà chất lượng của nó còn đẹp thì chúng ta mua. Với một chiếc xe mà đã qua dịch vụ như thế này thì Tuấn Anh cũng nói luôn cho anh em là nó còn rất là ổn định, rất là chất lượng cho quý khách hàng cũng như quý bà con của bác chị em. Vậy thì bà con của bác chị em nào quan tâm về mẫu xe này hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Địa chỉ gà của em nằm tại ngay thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Có thảm trải táp lô, có âm thanh, có màn hình, có cam lùi, nội thất ghế da đẹp và tất cả không có đâm đụng. Đôi khi nó có chỗ xước sát như thế này thôi thì người ta chấm sơn. Đây những cái cột này. À, người ta đây là cậy khóa cái kiếc này. À, và như là, ví dụ như nó đấy thì người ta cậy cái khóa cửa ra cái là người ta là mở cái khóa. Đấy. Chứ là xe của nó thì khá là đẹp, rất là tươi xe luôn. À, rất là tươi xe cho anh em. Và giá của nó thì đâu đó có 175 triệu dành cho bà con các chị em. Vậy thì bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, nội thất chiếc xe thì anh em có thể vào trong xe. Nội thất để ghế da rất là đẹp cho anh em. À, kính kiếp của nó là lên xuống một cách rất là ổn định cho mọi người, rất ổn định cho mọi người. À, cam hành trình trên gương này bà con nhé, cam hành trình trên gương. À, một cái mẫu xe mà còn quá là ok cho anh em. À, xe rất là đẹp luôn, không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Taxi thì có rồi, 100% rồi. À, và giá của nó thì đâu đó có hơn 100 triệu, 175 triệu. Trần của nó trần nỉ nguyên bản, còn rất là mới, rất là đẹp cho anh em. À, rất là đẹp cho anh em, rất là đẹp cho anh em để anh em có thể mua chiếc xe này. À, rất ok để anh em có thể mua chiếc xe này nhé bà con nhé. À, rất ổn định luôn. À, rất ổn định luôn. À, nội thất của nó thì khá là ổn định cho anh em, điều hòa mát rượi luôn. À, điều hòa cực kỳ mát luôn cho anh em. À, rất ok cho anh em. À, hệ thống gương điện cộng với lại gạt mưa phun nước của chiếc xe thì còn hoạt động rất là bình thường cho anh em. À, hoạt động gương điện này. À, gương điện của nó rất là ổn định luôn. À, bà con nhé. À, rất ổn định luôn này. À, vô lăng thì nó đã khâu vá rồi. À, khâu rồi nhưng vô lăng của nó còn khá là đẹp cho anh em đây. À, rất là ổn định cho anh em. À, cam lùi đàng hoàng nhé bà con nhé, có cam lùi nét căng luôn trên gương này. À, trên gương này bà con này. Và cái màn hình này nó sẽ có âm thanh nghe nhạc đầy đủ cho anh em. À, anh em có thể sở hữu âm thanh ở đây, khá là hợp lý. Củ số của nó khá là đẹp, phanh tay khá đẹp. Tất cả những cái phần nhựa của nó là khá là đẹp cho anh em. À, nội thất của nó thì khá là ổn định cho anh em, gạt mưa phun nước sau của nó khá là hợp lý cho anh em. À, bà con nhé, à, cực kỳ hợp lý để anh em có thể đi. Giờ chúng ta sẽ mở phần khoang máy chiếc xe ra để kiểm tra xem máy gầm của nó như thế nào, có ổn định hay không thì chúng ta sẽ cùng xem này. À, điều hòa thì chết rét luôn, không phải bàn luôn. À, điều hòa con này khá là mát. Đây, đây là phần khoang máy chiếc xe này. Đây, anh sẽ cho các bạn thấy cái phần cabo của nó là cabo zin, từ những cái đường chỉ của nó này cho đến cái phần ốc vặn cabo là chưa có ra gì. Đây, tất cả những cái phần ụ giảm sóc của nó là chưa có đâm đụng tai nạn gì. Máy thì zin thì mặt giặt cò thì zin, máy zin thì mặt giặt cò thì zin. Những vết han này là do mình rửa máy này, mình không dưỡng, rửa máy không dưỡng nên những con ốc này nó có bị có thể là nó bị dỉ vì dưỡng cái lúc mình rửa máy đấy ạ. À, tất cả là đẹp, rất là đẹp luôn. Cabo nguyên zin, máy zin từ mặt giàn cò cho anh em. Đó, bà con nhé. Vậy thì bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về mẫu xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. À, tất cả xe của nó không có đâm pha đâm xô tai nạn gì, cực kỳ chất lượng cho anh em. À, rất là rõ luôn. Tuấn Anh quay rất chi tiết về chiếc xe này cho bà con. Vậy thì quý khách bà con nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe Morning 2016 giá có 175 triệu đồng thì quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con của bác chị em
đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh và Hải Phòng. Xin chào và hẹn lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.